À, vâng, chỉ cần bỏ ra vài tháng lương thôi thì toàn thể các bác mình đã có thể mình nhấc ngay chiếc xe VIP hạng D số tự động này về mình dùng các bác nhá. Không phải trả góp đâu mà là trả thẳng luôn. Đấy, một con xe vẫn còn cực kỳ là mới so với đời luôn các bác nhá. Và để mà tìm được chiếc xe đẹp, một chiếc xe mới, một chiếc xe chất như thế này trên thị trường toàn miền Bắc thì các bác mình sẽ khó để mà tìm thấy các bác nhá. Tìm thấy được một chiếc xe đẹp như này là không dễ dàng gì đâu. Đấy, các bác nhá. Đấy, đến như em là thợ, em kiếm còn khó, nói gì các bác mình là người dân. Các bác nhá. Rất khó các bác ạ, rất khó tìm được con xe nào đẹp như này. Để các bác nhìn xem này. Ốc nhái của nó vẫn còn vàng, nó vẫn còn mới như thế này cơ mà. Đúng không? Mới như thế này luôn. Đấy. Toàn bộ phần táp ni, táp nô cánh cửa của xe được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Chạy cực kỳ sướng luôn, túi khí an toàn này, rồi điều hòa ô tu này. Đấy, rồi vô lăng tích hợp này, gương kính điều chỉnh điện này các bác nhá. Đấy, ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe và các bác nhìn xem ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe nó vẫn còn được mới, được đẹp như thế này luôn. Đấy, chưa bị rách nhá, đặc biệt là cái ghế lái. Ghế lái là nơi ngồi nhiều, đúng không ạ? Mà nó còn được đẹp như thế kia. Đấy các bác nhìn xem, đẹp chưa? Nhăn này là nhăn zin nguyên bản của nó nhá. Nó thiết kế như vậy đấy các bác nhá. Đấy. Và các bác nhìn xem tất cả những cái vị trí khóa cửa các bác nhìn này, vẫn còn vàng ươm như thế này luôn. Đây nữa. Chỗ này vẫn còn chấm sơn màu đỏ luôn này các bác nhìn này. Đấy, mới chưa? Các bác thấy nào? Được chưa? Thì em cũng có một con xe đang có hai con nữa như thế này nhá. Đấy. Giá chỉ có vài chục triệu đồng thôi là mình đã có thể mình mua được rồi các bác nhá. Đang có hai con nữa như thế này. Đấy. Vâng, các bác nhìn xem. Ốc nhái này. Đấy. Vàng chóe chóe luôn đúng không ạ? Keo chỉ của xe vẫn còn nhá. Và thậm chí là củ máy củ số của xe này vẫn còn zin luôn các bạn, vẫn còn zin luôn. Đấy là một điều hết sức tuyệt vời ở trên một chiếc xe tiền ít mà là xe hạng D các bác nhá. Đấy, lộ trước của xe rất là rộng rãi. Đấy. Xe dài là gần 5 mét các bác nhá, gần 5 mét luôn. Đấy. Vàng ươm này, các bác nhìn xem, gioăng cửa này chưa bị rách này. Đấy, na răng của xe được thiết kế na răng của mẹc Maybach rồi các bác nhá. Và lốp của xe vẫn còn dày nhá. Thân vỏ của xe thì cực kỳ đẹp. Thân vỏ xe không một lỗi lầm gì các bác nhá. Đấy. Thứ nhất là tôn vỏ đấy ạ. Tôn vỏ nó rất là dày này. Và cái thứ hai thì em đang nói về tôn vỏ đấy ạ. Tôn vỏ rất là dày và rất là cứng chắc. Đấy, và tôn vỏ của chiếc xe này hiện tại là không hề là bị mục mọt nhá. Đấy, bị đơn đụng là không có luôn. Đấy, bị đơn đụng không có các bác nhá. Đó, yên tâm là như vậy. Biển Hà Nội tên tư nhân nhá. Đấy. Chiếc xe được mang tên là Daewoo Maclot các bạn ạ. Sản xuất năm 2007 luôn chứ không phải là đời 2004 này, 5006 đâu các bác nhá. Nè 7 luôn. Các bác nhìn xem, mới chưa? Đấy, mới chưa? Nếu mà là Camry đi, Camry 2007 đi thì nó cũng phải loanh quanh tầm khoảng 300 triệu các bác nhá. Thế mà cái chiếc xe này đó, bác mua mình bỏ ra số tiền quá ít. Đấy, ít hơn nhiều lần luôn đúng không? Và các bác nhìn xem lốp dày này, na răng đúc đẹp chưa? Sơn xi bóng mượt, đăng kiểm của xe tháng 7 năm 2024 và kính của xe bọc dán toàn bộ xung quanh rồi. Với lớp sơn bên ngoài rất sáng, rất mượt các bác nhá. Đấy. Nhìn chiếc xe vẫn còn rất là mới so với đời luôn. Các bác nhìn xem này. Cặp đèn pha của nó là cặp đèn pha, các bác nhìn xem vẫn còn trong vắt luôn và có đèn đi cầu được làm ở bên trong pha này nhá. Đấy, đẹp chưa? Và mặt nạ cao đăng của xe được ốp lốc. Đây nữa, đèn đi cầu đây, cực sáng, siêu sáng và ban đêm luôn. Đấy, chủ trước người ta mới độ một bộ đèn bi loại xịn vào rồi các bác nhá. Yeah. Đấy, lốp na răng tiếp theo đây. Vành đĩa, vành ABS đầy đủ hết. Con này rất là nhiều chức năng. Tuy rằng đời không cao nhưng mà rất là nhiều option đúng không ạ? Và chạy dòng xe này sướng hơn cả Mondeo luôn các bác nhá. Chạy thích hơn cả Mondeo luôn. À, vâng, đây các bác nhìn xem cho em ở vị trí này đi. Đây, gioăng cửa đẹp chưa? Gioăng cửa là chưa bị rách xấu chỗ nào cả nhá. Đây, ốc nhái toàn bộ bốn cánh cửa nó đẹp như nhau hết. Cánh cửa các bác nhìn xem, từ phần mép cửa không hề bị xấu kém gì, đúng không ạ? Và toàn bộ những cái phần tắp đi cánh cửa này được thiết kế bằng chất liệu da cao cấp nguyên bản theo xe nhá. Đấy, da xịn. Đấy. Đây là kính chỉnh điện, còn đây là gương chỉnh điện, có cục gương đàng hoàng đầy đủ hết các bác nhá. Đây, khóa cửa này đẹp chưa các bác nhìn xem này. Ghế điện luôn các bác nhá. Đấy, trang bị có ghế điện luôn. Và con này được sử dụng động cơ là máy 2.4 số tự động thì chiếc xe này nó ở tầm khoảng là chục lít trên 100 km các bác nhá. Vâng, vô lăng của xe đây đẹp chưa? Túi khí an toàn nằm ở giữa đây các bác nhá. Đấy, tabo của xe bằng chất liệu da đấy ạ. Trần của xe thì nó là trần lý. Và lý của xe vẫn còn rất mới. Các bác nhìn xe này vẫn còn rất là mới luôn. Con xe đáng đồng tiền đúng không ạ? Thực sự đáng đồng tiền bắt gạo để mình bỏ ra mình sử dụng. Đấy. Con này các bác mình sử dụng lâu dài luôn. Thực sự là yên tâm. À, bây giờ chiếc xe này thì các bác biết là 2007 đến bây giờ là cũng mười mấy năm rồi đúng không ạ? Đấy, gần 20 năm rồi mà chiếc xe này vẫn còn ngon như thế này. Các bác nếu mà vào tay bác nào mà
mình cẩn thận, mình kỹ tính thì chiếc xe này nó vẫn cứ là đẹp, nó vẫn cứ ngon lành theo thời gian các bác nhá. Và người ta vẫn đang sử dụng hàng ngày từ trước đến giờ, thì các bác mình đến bây giờ mình sử dụng thêm vài năm nữa mình cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu các bác nhá, yên tâm luôn. Đấy, có cả cam hành trình được làm ở đằng sau luôn này các bác này. Đấy, chỗ này có một cái tì tay để đồ vào đây nhá, các bác nhìn xem này, lý bên trong của xe này mới chưa, rất mới luôn đúng không ạ, cực kỳ là mới luôn. Đấy, vách cửa này không hề có hiện tượng gì là than gì, mục hoặc gì các bác nhá. Đấy, khóa cửa đây, cốp sau to, đựng đồ được nhiều, mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường mà các bác mua về là không cần phải sửa sang mất tiền vào đâu nữa các bác nhá, đi luôn dùng ngay thôi các bác nhá. Đấy, bên em bán cho mình chiếc xe này cũng như là những chiếc xe khác thôi, thì bên em có chế độ đảm bảo cam kết, có bảo hành cho mình để mình yên tâm tuyệt đối khi mình sử dụng xe bên em các bác nhá. Ok chưa, các bác mình nếu đã thấy chiếc xe đẹp đấy, đúng chân mình và đã yên tâm khi đến với cửa hàng em, thì các bác mình chốt luôn chiếc xe này đi, chốt luôn đi, giá yêu cực kỳ luôn đấy, giá rẻ bất ngờ luôn các bác nhá. Cứ alo là sẽ mua được xe, là sẽ có xe dùng các bác nhá, được chưa. Đấy, đèn đóm đây rất mới luôn này, cốp sau rất to các bác nhá, rất to luôn. Đấy, đẹp từ lóc đẹp đi luôn các bác ạ, đẹp từ lóc đẹp đi luôn, và khoang cốp ở bên trong cũng thế, rất mới luôn các bác nhá. Như vậy thì đến bây giờ em cũng đã quay cho mình xem về chiếc xe này rồi. Bác nào muốn xem thêm hình ảnh video về chiếc xe này, hãy kết bạn nhắn tin Zalo cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Địa chỉ bên em ở tại là 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có giao xe toàn quốc, ship xe toàn quốc cho mình, và bên em có thu mua lại xe và bên em có đổi xe các bác nhá. Đấy, đang cần mua một số lượng xe lớn các bác nhá. Đấy, vâng ạ. Các bác mình hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm video mới và những con xe khác của bên em nhá. Nhấn đăng ký, nhấn follow nhá các bác nhá. Xin chào tạm biệt ạ.